Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của 365 Audio. Hôm nay cửa hàng bên mình có mấy chiếc loa chính hãng đã qua sử dụng. Mình sẽ quay clip cho các bạn xem nhé và báo giá luôn nhé. Chiếc đầu tiên đó là chiếc loa JBL Yen One Pro. Đây là một chiếc loa cao cấp nhất của JBL. Mặt trên của nó này, mình sẽ quay chậm lại cho các bạn xem này. Chiếc loa này mình đã bán cho anh khách hàng hơn 1 năm, 1 năm 2 tháng và đã hết bảo hành. Tuy nhiên là khi bán ra thì sẽ bảo hành 1 tháng, bao test 1 tháng. Chiếc loa này còn rất mới, do anh khách hàng ít xài, ít sử dụng nó. Pin thì vẫn còn ngon lành nha, mình đã test rồi, được khoảng gần 5 tiếng. Mặt trên của nó này còn mới nguyên luôn đấy, JBL Yen One Pro này. Bật nguồn lên nha. Loa đã bật nguồn, lên đèn ok. Chiếc loa này là xuất xứ, nguồn gốc là đơn vị nhập khẩu là hàng của PGI phân phối. Chiếc thứ hai đó là chiếc loa JBL Party Box 100. Cái loa này thì khách mới mua được hơn 2 tuần. Giá 6 triệu, bảo hành 11 tháng. Mới xài được gần 1 tháng thôi. Loa chính hãng bảo hành 12 tháng, mới xài 1 tháng thì còn 11 tháng bảo hành. Party Box 100. Còn mới nguyên luôn. Chiếc này thì không không còn hộp nhé, chỉ còn loa thôi. Tiếp theo là chiếc Bose S1 Pro 12 triệu 500 ngàn. Phiếu bảo hành sản phẩm. Ngày mua hàng mùng 8 tháng 8 2020, bảo hành 1 năm thì nó sẽ bảo hành đến mùng 8 tháng 8 năm 2021. 12 triệu 500 ngàn, các bạn sẽ được tặng kèm một cái ba lô này nhé. Cái ba lô này các bạn mua lẻ là 790 ngàn. Đấy. Sau một thời gian sử dụng thì giá nó còn 12 triệu rưỡi và đã tặng kèm một cái túi đựng này luôn, rất là tiện đúng không ạ? Này, xuất xứ hàng hóa này, hàng nhập khẩu chính hãng, tên hàng hóa loa Bose S1 Pro. Cho các bạn xem qua loa nhé. Đây là mặt trước của loa này. Loa này nặng 6,8 kg. Còn đây là các cái phím tùy chỉnh này. Cái này nó hơi bị bung ra xíu, mình sẽ dính lại cho nó chặt. Mặt sau này, chiếc loa này thì nó có một vài vết xước răm ở bên sườn này, mình sẽ quay lại cho các bạn xem này. Nó sẽ có một vài vết xước răm hao mòn trong thời gian sử dụng. 12 triệu 500 ngàn các bạn nhá. Rồi, còn hộp đầy đủ luôn. Chiếc loa cuối cùng, chiếc loa JBL Party Box 310. Giá là cả loa và mic, cả loa và mic là 13 triệu. Đó, 13 triệu, còn giá mới là 15 triệu, thì các bạn tiết kiệm được khoảng 2 triệu. Cái loa này thì chả khác gì loa mới ấy. Khách hàng của mình mới mua được 1 tháng, vẫn còn 11 tháng bảo hành chính hãng. Các bạn xem qua một vòng sản phẩm nhé. Cái loa này có tai kéo này, khách hàng ấy dùng ở nhà nên ít mang đi. Cái này khách gửi ở tỉnh lên, mình cũng vừa mới nhận được hàng cho các bạn xem. Này, dùng ở trong nhà này cái chân nó vẫn còn mới, mình vừa lau qua này một chút này, còn mới nguyên luôn. JBL ZD2Go, bên này không có vết xước nào cả. Mười ba triệu cả loa và mic. Bạn nào mà chỉ lấy loa không thì sẽ giảm 1 triệu, còn 12 triệu. Full box, micro, dây sạc. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.